Trời trời. Anh không tin luôn á. Trời ơi, trời ơi, không thể tin được luôn hả? Nhưng mà tôi thân với anh Khải lắm á. Ủa vậy hả? Ừ, bọn tôi đi chơi đêm với nhau mấy lần vậy. Chị Như biết không ta? Chị Như. Ồ, chị Như. Chị Như. Hả? Chị Như, chị biết tin gì chưa? Tin gì? Anh Khải á là phó tổng giám đốc á chị. Đúng rồi đó chị. Chắc chị biết trước rồi, chị giấu tụi em phải không? Đúng rồi. Chị cũng mới biết đây thôi. Chị mới biết à? Thôi chị đi làm việc đây. Ôi trời. Chị Như may mắn ha. Trợ lý thôi, ai ngờ vớ phải phó tổng giám đốc luôn đó. Không phải đâu em. Cho dù Khải có là trợ lý hay là phó tổng thì đối với chị cũng may mắn hết. Dạ. À, chào sếp tổng. Ở đây mọi người ai cũng biết Khải rồi ha. Dạ. Thì sau một thời gian giữ chức vụ trợ lý thì kể từ ngày hôm nay Khải sẽ đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc công ty mình. Khải cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Khải suốt thời gian vừa qua. Mong trong tương lai sẽ có những công việc tốt hơn cùng với nhau ạ. Anh Khải, em gột anh, em gột của anh. Anh thôi mọi người làm việc đi nha. Trời ơi, Như ơi, tí nữa qua phòng chị có tí việc nha em. Dạ vâng, chị đi ạ. Trời, kéo ghế cho anh Khải ngồi. Anh Khải ơi. Cảm ơn mọi người. Kiểu này là lên một tầm cao mới rồi đó. Ồ mà anh Khải, anh làm phó tổng giám đốc anh ngồi đây làm gì nữa? Anh phải vào trong kia ngồi ở cái chỗ mà nó cao, nó cao lên, nó sang lên. Ôi đùa, em nói thật mà. Có gì nhớ nâng đỡ anh em mình nhá, giao lưu. Dạ thưa. Dạ. Em cũng biết là công ty mình sắp khánh thành một trụ sở ngoài Hà Nội, đúng không? Ừ, dạ em có nghe nói ạ. Cần một người tài giỏi là em hiểu về công ty để điều hành hoạt động ngoài đó. Ít nhất là trong thời gian đầu, em là người đầu tiên chị nghĩ tới cho vị trí đó. Chị biết việc thuyên chuyển này á phải kéo dài vài tháng lận. Chị không ép buộc em phải đồng ý, cũng như không yêu cầu em phải trả lời ngay, vì chị hiểu là chuyện này cũng không dễ dàng cho em. Đầu tiên thì cho em cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng em. Nhưng mà cái này nó hơi đột ngột quá. Em xin phép chủ tịch cho em một tuần để em suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này được không ạ? Thôi em cứ từ nhắc kỹ đi, rồi cuối tháng này trả lời cho chị cũng được. Em cảm ơn chủ tịch. Nếu mà không còn gì thì em xin phép ra ngoài nha. Rồi em đi đi. Dạ em chào chủ tịch. Anh về trước nha anh. Bye bye anh. Lo về sớm nha. Dạ. Ủa sếp tổng, đi kiếm chị Như hả? Giận hoài. Em thấy chị Như đâu không? Chị Như ở đâu sao em biết được? Vậy hả? Mà anh Khải nè. Ừ? Anh có biết chuyện của chị Như không? Em biết chuyện gì hả? Chung chuyện này khó nói lắm. Thôi anh hỏi chị Như nha. Như sao vậy? Sao mà nhìn thấy anh có vẻ hốt hoảng vậy? Anh tính hỏi em một chuyện. Em đi Hà Nội đúng không? Sao vậy? Anh muốn em đi liền luôn hả? Không phải. Em đi hay ở đều là quyết định của em, anh đều tôn trọng hết. Anh đâu ép buộc được em đâu. Em quyết định rồi. Em sẽ đi Hà Nội. Vậy em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em suy nghĩ kỹ rồi. Vậy còn bé Vi thì sao? Em thì chưa có nói với bé Vi. Nhưng mà em tin chắc là bé Vi sẽ ủng hộ em thôi à. Vậy thì anh cũng sẽ ủng hộ em. Anh biết yêu xa sẽ rất khó khăn đối với hai đứa, nhưng anh tin sẽ làm được. À,
hàng ngày anh sẽ video call, nhắn tin cho em hàng ngày được không? Mà giờ anh là phó tổng rồi, chắc đôi lúc cũng sẽ công tác ở ngoài đó đó. Anh lo xa vậy luôn á? Tất nhiên rồi. Em giỡn với anh thôi. Em chưa có quyết định đâu. Dễ dụ quá à. Anh, bây giờ mình đi ăn nha, em đói bụng lắm rồi đó. Em đói lắm rồi đó nha. Em muốn ăn cái gì? Ăn gì cũng được hết. Làm gì có món gì cũng được. Bộ giận hả? Em giỡn mà. Giận đó. Má, từ lần sau đừng giỡn như thế nha. Biết rồi. Giỡn chút xíu thôi mà. Bây giờ hả, có người khó tính với tôi nha. Nhớ ngày xưa làm trợ lý cho tôi hả, dễ thương dữ lắm á. Bây giờ đi ăn cùng trợ lý hay với người yêu? Không biết nữa, để em suy nghĩ coi. Cả hai đi. Thảm làm. Ăn xong hai đứa đi thăm đậu bắp nha. Hôm nay chắc em đi không được rồi, công việc nhiều lắm. Anh đi thăm đậu bắp á, nhớ gửi lời hỏi thăm đậu bắp giùm em nha. Hy vọng là sẽ có tủy phù hợp với đậu bắp sớm. Tội nghiệp bé quá. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.